Chào tất cả anh em, hôm nay mình lại về thêm được một mẫu đồng hồ nhá. Đây là cái mẫu đồng hồ mà mình mua được từ người Nhật này. Đây, hộp người ta gửi cho mình đây còn nguyên như thế này. Bây giờ mình sẽ mở ra. Anh em xem video thì nhớ đặt hàng, đăng ký kênh nhá. Mua hàng thì inbox trực tiếp Facebook cho mình nhá. Đây đồng hồ đây nha anh em nhé, giờ mình sẽ bóc ra. Đây người ta gửi cho mình, người ta kèm theo lời cảm ơn này. Đấy. Có thiệp cảm ơn như kiểu là quà sinh nhật này. Đây, bây giờ mình sẽ bóc ra nhá. Bởi đây là mua của người dùng nha anh em nhé, chứ không phải là mua của quán hay là gì cả. Đây. Hộp của nó đây, và cái hộp này là hộp không phải là hộp nguyên của nó nha anh em nhé. Đây, mẫu này rất là đẹp này anh em này. Đây. Hamilton này anh em nhé. Kính nó bị bẩn giờ sẽ lau đi. Mẫu này đây màu xanh rất là đẹp luôn, lịch giải quạt gốc 12 giờ. Kính bị bẩn quá. Người ta gửi nhưng mà người ta có cái gì đấy. Đây. Người ta không vệ sinh sạch nha. Đấy. Mẫu này là kính chống xước nha anh em nhá. Đây cực kỳ là đẹp luôn này. Dây thì là bị ấy rồi. Dùng lâu ngày này nó bị mốc. Đây anh em nhé, mẫu này phải về thay dây rồi. Dây thay vào thì rất là đơn giản thôi, tất cả là nguyên zin này. Mẫu này thì người ta ít sử dụng nhưng mà để lâu quá nên là bị dây nó bị hỏng. Dây da này để lâu rồi nó sẽ bị hỏng anh em nhé, tự nó hỏng, để trong tủ lâu nó cũng sẽ tự hỏng. Tình trạng rất là đẹp. Mẫu này có mã là đây H325050 này. Đây một màu xanh rất là đẹp. Mình đo xem chính xác nào sai bao nhiêu nhá. Mẫu này có size mặt là 40 anh em ạ, size mặt 40. Chiều dày là 11 mm. Dây này đo luôn để về thay cho nó dễ này. Dây 20 bao nhiêu? 20-18 anh em nhé. Dây 20-18. Đấy, mẫu này thì là có chức năng nên có tay và dừng kim dây. Đầy đủ hết, không thiếu gì luôn. Máy chạy rất là ổn định. Đấy. Đều màu xanh. Rất là đẹp. Mẫu này có giá là khoảng tầm, bây giờ mà bán cũ là khoảng tầm trên dưới 10 triệu đây anh em ạ. Dây này thì mẫu này là dây nó bị hỏng rồi, thì anh em mà mua thì mình sẽ giảm giá cho. Tiền dây thay dây về thay dây mới thì là ngon luôn, không phải gì cả, bảo hành máy 1 năm cho anh em, khỏi phải nghĩ. Anh em mua thì liên hệ trực tiếp với mình nhá. Chào anh em, cảm ơn anh em.